Mình đã nói về cái quá trình ăn âm hụt rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ nói về quá trình ăn surplus, hay còn gọi là chế độ ăn tăng tiến, thặng dư. Những ai là những người cần ăn như thế này? Những học viên tăng cân thì chúng ta đã biết rồi. Tuy nhiên, có một số những chị em phụ nữ muốn tăng mông nhưng lại muốn giảm mỡ, thì điều này là một trong những điều cực kỳ nhạy cảm. Ai cũng biết được rằng là vòng 1 và vòng 3 là hình thành bởi những mô mỡ, nhưng mà chúng ta lại muốn giảm mỡ. Vậy thì quá trình nào sẽ diễn ra trước? Hai quá trình này diễn ra cùng một lúc sẽ mất nhiều thời gian và công sức. Nếu mà chúng ta nhắm vô hai con thỏ thì chúng ta sẽ không nhắm được con nào. Thế nên chúng ta cần phải tập trung vô một mục tiêu trước, đó chính là mục tiêu tăng mông trước và sau đó mục tiêu giảm mỡ theo sau. Trường hợp số 1 là những bạn nữ mà không có quá thừa cân, không ở ngưỡng gọi là BMI quá cao hoặc là béo phì. Bởi vì trong quá trình mà chúng ta tăng cơ và tăng mông là một phần nào đó mỡ đã giảm rồi. Và dĩ nhiên để xây dựng cơ bắp một cách nhanh nhất và tăng mông một cách nhanh nhất là chúng ta cần phải ăn ở trong một chế độ ăn surplus, hay còn gọi là chế độ ăn tăng tiến và thặng dư. Chị em phụ nữ thì rất là sợ quá trình này, bởi vì trong thời gian đầu thì cái chỉ số cân nặng và chỉ số đo nó sẽ tăng hơn nhiều hơn một chút xíu. Chúng ta phải thực sự chúng ta chấp nhận nó, bởi vì khi tập luyện là chúng ta đang hướng tới kết quả cuối cùng. Trong hành trình của chúng ta sẽ có lúc lên và lúc xuống, thế nên chúng ta không cần phải quá lo lắng về vấn đề này. Đừng stress về vấn đề đó. Nữ giới ai cũng muốn phát triển về phần mông, nhưng mà không ai muốn ăn nhiều hơn. Và ăn nhiều hơn ở đây là mình nói rằng là ăn nhiều hơn một cách khoa học, có nghĩa là chúng ta biết nạp thêm chất đạm và chất béo tốt, chứ không phải là uống một ly trà sữa và nghĩ rằng đó là ăn nhiều hơn, thì thực sự là không tốt một chút xíu nào. Và trường hợp thứ hai, nếu ta là một người thừa cân rất là nhiều ngay từ lúc đầu thì chúng ta chỉ cần ăn theo deficit thôi, có nghĩa là ăn theo một chế độ ăn thâm hụt, thì trong quá trình mà chúng ta tập luyện cũng giảm mỡ và tăng thêm một số volume, khối lượng lên nhóm cơ mông, thì lúc đó cơ mông của bạn sẽ săn chắc hơn. Và cuối cùng là hãy lưu và share video này, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về quá trình tập luyện trong mục tiêu này nhé.